Trong những ngày tháng năm này, trong không khí kỷ niệm lần thứ 115 sinh nhật Bác, Hà Nội được đón một người khách đặc biệt. Nói chính xác hơn thì đây là lần trở lại Việt Nam của ông như một người bạn thân thiết. Ông là Paul Jack, cháu ruột của chính vị luật sư nổi tiếng người Anh được coi là ân nhân của Bác Hồ, luật sư Leisby, mà đa số người Việt Nam vẫn biết đến với cách phát âm là Leisby. Trong bức ảnh này, Bác Hồ đang cầm trên tay một cuốn album và cùng xem với gia đình luật sư Leisby, gồm ông bà Leisby và cô con gái Patricia. Cuốn album trên tay Bác chính là cuốn album ông Paul Jack mang theo tới Việt Nam lần này, và đó là một kỷ vật mà Bác Hồ đã tặng luật sư Leisby với những bức ảnh ghi lại chuyến thăm Việt Nam của gia đình ông năm 1960. Đó là một chuyến đi mà gia đình Leisby không thể nào quên. Cả gia đình được Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp rất nồng hậu. Họ rất vui được thăm nhiều danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và cả ở Vịnh Hạ Long nữa. Với ông Leisby, chuyến thăm này rất có ý nghĩa. Đó là lần gặp lại đầu tiên giữa Bác Hồ với ông Leisby sau 29 năm, kể từ sau khi luật sư Leisby giúp Bác thoát khỏi nhà tù ở Hồng Kông năm 1931. Nhìn lại những hình ảnh này, có thể nhận thấy ông Paul Jack có gương mặt rất giống với luật sư Leisby. Là một thành viên của gia đình Leisby, tôi thấy rằng cần phải tiếp tục mối liên hệ với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Vì thế nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc được có mặt ở Việt Nam và giữ liên lạc với những người bạn tốt ở Việt Nam. Mối liên hệ này rất là quý giá. Một trong những người góp phần nối lại sợi dây liên hệ giữa gia đình luật sư Leisby với những người bạn Việt Nam là bà Lady Bolton, một phụ nữ Mỹ nhưng đã có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam và đã viết không ít những cuốn sách nghiên cứu về Việt Nam và Hồ Chí Minh. Theo mình thì là có lẽ thì Hồ Chí Minh là một thầy cho cả một mấy thế hệ và cả một thế kỷ, không phải là chỉ của Việt Nam. Cả thế giới thì chỉ có ba người mà chỉ ba người mà giỏi bằng Hồ Chí Minh. Ông ấy thì là thủ tướng rất giỏi, trung ương ngoại rất giỏi, đa nguyên thủ tướng và cũng là về ngoại giao, về quân sự, về văn hóa, về vấn đề chính trị. Theo tôi biết trong lịch sử thế giới thì ít có các vị lãnh đạo làm như thế. Có lần là họ giỏi nhưng mà chỉ là một chủ đề mà thôi. Nhưng mà Hồ Chí Minh báo chủ đề mà rất giỏi. Hồ Chí Minh một chân dung là cuốn sách mới nhất mà bà Lady Bolton là đồng tác giả với David Thomas, một nhà văn Mỹ, viết về Hồ Chí Minh. Và đây chỉ là một trong vô vàn những cuốn sách của các nhà nghiên cứu nước ngoài viết về Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và cũng là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là một trong 10 danh nhân có ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20, là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hồ Chí Minh cũng là một trong 5 người châu Á, năm 2000 được tạp chí Time rất có uy tín, bình chọn là nhân vật làm thay đổi diện mạo thế giới thế kỷ 20. Trong một bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tiến sĩ Agnes đã nhấn mạnh. Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Năm nay, vào dịp kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh nhật Bác, bạn bè quốc tế lại dành những lời lẽ xúc động để tưởng nhớ về người. Hồ Chí Minh là một con người đặc biệt. Tôi nhìn thấy rất nhiều điều đặc biệt trong con người ông. Đó là một nhà chính trị lỗi lạc, không chỉ trong thế kỷ của chúng ta, mà còn của thế giới. Đối với tôi, Hồ Chí Minh là hiện thân của cuộc cách mạng, hiện thân của những con người trung thành với lý tưởng của mình, những người dám hy sinh cả cuộc đời mình cho người khác. Hồ Chí Minh đã hy sinh cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam và cho tình đoàn kết quốc tế. Thế giới nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nhớ tới vai trò to lớn của người trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Dã luận báo chiến đấu của Congo tháng 9 năm 1969 đã viết: Người đã làm lay chuyển hệ thống thực dân, người đã góp phần làm biến đổi bản đồ thế giới, người đã đẩy bánh xe lịch sử theo hướng tiến bộ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Việt Nam tưng bừng trong không khí chiến thắng Điện Biên Phủ thì ở cách xa hàng chục nghìn km tại thủ đô London của Anh, những người bạn Anh là hội viên của phong trào đòi tự do cho các thuộc địa cũng tổ chức ăn mừng sự kiện này như là ngày hội lớn của tất cả những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Và cũng chính sự kiện này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ người Anh Ewan McCall sáng tác một bài hát sau này đã vang xa khắp thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh tụ đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là bài ca Hồ Chí Minh. Bài hát này đã nhanh chóng được lan truyền khắp nước Anh, sau đó là Pháp, Mỹ, Italia, Cuba và nhiều nước khác, và được dịch sang rất nhiều thứ tiếng. Thế giới đã biết đến Hồ Chí Minh với những ấn tượng tốt đẹp như vậy về tầm vóc vĩ đại của người, với tư cách là người khởi xướng những cuộc đấu tranh cho tự do tại các nước thuộc địa, đồng thời là nhà tư tưởng, nhà lý luận xuất sắc về chủ nghĩa thực dân và phong trào giải phóng dân tộc. Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã từng viết: Tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới sẽ tìm thấy trong cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh, trong tư tưởng chính trị của người, trong quan điểm chiến thuật và chiến lược trong sáng của người, một nguồn tri thức vô cùng phong phú để giải quyết những vấn đề của bản thân mình. Dưới vẻ bề ngoài của một người cha điềm tĩnh là cả một trong những tư tưởng chính trị sắc sảo nhất của thế kỷ này. Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử, với những tư tưởng và ý kiến đúng đắn. Chính vì vậy mà đồng chí đã làm nên lịch sử. Nhưng điều động lại trong lòng bạn bè quốc tế có lẽ là sự ngưỡng mộ trước nhân cách Hồ Chí Minh, một nhân cách hoàn hảo mà khi ở bên Bác, người ta thấy mình được lớn lên. Đối với tôi, Hồ Chí Minh là một con người có nhân cách lớn. Tôi thích nhất hình ảnh rất nổi tiếng của người khi người tham gia đại hội đại biểu lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại Tours, Pháp. Đối với thành phố Sarajevo, đại hội Tours cũng có một ý nghĩa rất quan trọng. Bởi khi đó Sarajevo có mối liên hệ rất mật thiết với phong trào quốc tế cộng sản, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Đối với nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh là hiện thân của hòa bình, của phát triển. Còn đối với chúng tôi, Hồ Chí Minh cũng là biểu tượng của hòa bình. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, không chỉ bởi ông là người luôn tin tưởng vào ngày chiến thắng, mà bởi ông còn là một con người rất giản dị. Điều này rất quan trọng. Trong chuyến thăm Việt Nam cách đây vài năm, bà Ban Nung Nung, phu nhân cựu Thủ tướng Thái Lan Ban Nung Nung những năm 40 của thế kỷ trước, vẫn còn nhớ rất rõ những lần đã trực tiếp gặp Bác Hồ, một vị Chủ tịch nước giản dị và chu đáo. Đây là phòng riêng của Hồ Chí Minh sử dụng phòng này để làm việc. Khi cụ Hồ còn sống, chúng tôi đã đến thăm cụ ở chính nơi này, tổng cộng là 3 lần tất cả. Lần nào người cũng đón tiếp chúng tôi chu đáo, quý mến các cháu nhà tôi và coi chúng như con cháu mình vậy. Chồng tôi khi ấy đã không còn giữ chức vụ gì ở Thái Lan, vậy mà vẫn được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi đã được Chủ tịch tiếp vào tháng 10 năm 1956 tại căn nhà sàn ven hồ, 2 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Khi gặp Hồ Chí Minh, tôi cảm tưởng người như một người cha vậy, người nghiêm túc lắng nghe chúng tôi nói, thảo luận, đặt câu hỏi cho chúng tôi. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất khi gặp người là việc người đã nhanh nhẹn cởi áo khoác cho chúng tôi, như người ta vẫn làm giúp cho bọn trẻ con vậy. Chúng tôi thấy như được người cha tôn trọng vậy. Chúng tôi đã nói chuyện với người, và cuộc nói chuyện đã diễn ra một cách rất thoải mái. Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè quốc tế là những cảm xúc như vậy, những kỷ niệm đầy xúc động như vậy. Dù đó là ai, người sống cùng thời với Bác và đã từng được gặp Bác, hay những con người thuộc những thế hệ sau chỉ được biết về người qua sách báo, qua những câu chuyện kể, tất cả đều nhớ về Hồ Chí Minh với những hình ảnh về người vĩ đại cũng rất dung dị và đầy nhân hậu. Có thể nói Việt Nam được thế giới biết đến một phần là nhờ Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trích xã luận báo đoàn kết cơ quan trung ương Đảng Cộng sản Italia tháng 9 năm 1969, ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Sở dĩ bản anh hùng ca Việt Nam thu hút được lòng yêu mến của hàng trăm triệu người trên thế giới
chính bởi vì nó được tiêu biểu bởi nhân vật phi thường Hồ Chí Minh. Rời Việt Nam sau chuyến thăm lần này, ông Poltec ấp ủ một ý định, một ngày gần đây sẽ đưa cả gia đình sang thăm Việt Nam, để rồi các thế hệ con cháu sẽ vẫn giữ mãi sợi dây liên hệ đầy tình cảm giữa những người bạn quốc tế với Việt Nam, đất nước của Hồ Chí Minh.